Có cái kéo chưa con? Có cái kéo chưa? Để mày vô mày lấy cái kéo cho con chắc nha. Cái bao tay của con đâu? Chạy vô lấy đi chứ. Không bao tay là nó bị chắc tay. Chắc đi con, chắc cái nhỏ đi. Chắc cái này. Ừ. Đi vậy. Nhưng mà chẳng mê chắc cái này. Ok. Cắt cái chỗ này nè, chứ không phải cắt cái dây, cắt chỗ này nè. Đó, cắt xuống. Được chưa? Đúng rồi. Rồi. Rồi, con đẩy qua đây cho mẹ. Coi chừng đó nè, coi chừng mấy cây xả với mấy cây tỏi với lại cái hành đó con. Wow, bự quá. Oh. À, đẩy nó ra đi. Đẩy nó ra chứ nó bị hành với tỏi nha. Thấy không? Rồi, đẩy nó ra bên kia. Oh, wow, bự quá. Đẩy nữa nè con. Wow. Oh. Bự quá. Quá. Ừ. Wow, bự quá. Rồi. Wow. Rồi, đẩy ra đi. Đẩy ra mày qua trong kia mày cắt tiếp. Ok. Kia để mình cắt cái bí trước ra. Bự quá luôn. Bự 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 dân. Bự hơn cái đầu của con luôn. Giống cái đầu của con hả? Giờ mày chắc cắt cái rái dưa kia này nè. Ok. Cắt trái này nè. Wow, bự quá.
không cắt là nó bị lạnh. Ồ, đây. Trái zucchini nè. Đẹp quá, bự quá luôn. Rồi, đi vô. Ok. Đi vô. Con cầm cái zucchini được rồi. Rồi con qua đây con đếm cho mẹ coi được bao nhiêu trái nè. Qua đây đứng nè, qua đây đứng đếm nè. Đứng đếm cho mẹ coi được bao nhiêu trái, còn mấy trái. Một, hai, zucchini được không? Được, đếm luôn, đếm bi trước đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Wow, 2, 4, 6, 8, 10 trái. Phí còn 10 trái bự luôn hả? Đã vài mũ. Một trái đó nữa rồi, bây giờ mình mang vô trong nhà mình để không? Ok. Hey, wait. Hey, wait for me. Ow, ow. Mang vô nhà để. Ow. Bưng 2 trái, cho 2 trái thôi. Bưng mấy trái thôi, nặng lắm á. Con lấy trái vô này. Ok. Rồi. Đi qua tiếp. What? Đi đi lấy đi. Đây đây là mấy cái trái bí mà mấy mẹ con mới hái vô. Mình cũng để giống một trái zucchini bí rợ này để năm sau trồng tiếp. Cứng nhắc à. Một mùa rồi giờ còn cũng chục trái à. Mẹ ba cho rồi. Để mẹ bỏ xác đi trong cho con còn chỗ. 2 4 6 7 còn 3 cái nữa đúng không? Đúng không con? Đây con phải để ra cho con còn chỗ. Rồi. Hai trái nữa. Hai trái nữa, đó là để đó là vừa luôn á. Vừa đủ hai trái nữa luôn á. Rồi con đi lấy thêm hai trái nữa đi. Chừng nó rớt xuống bể nha con. Rớt xuống bể. Rồi, 10 trái rồi đúng không con? Wow, con giỏi quá, cảm ơn nha. Rồi. Rồi, con tháo bao tay ra con để trên đó rồi đi rửa tay, rửa mặt uống nước đi con. Thì sẵn tiện mình cũng cho coi luôn cái rau muống mình đem giống vô trong nhà nè. Đó đây nè con, cái này giống đem giống vô trong nhà có nghĩa là khi là I like strawberry. Ờ đúng rồi. Cái này là dâu tây. Ờ dâu tây này cũng đem giống vô trong nhà luôn.
Đúng rồi, cái đó là rau lan mà dạng rau lan dương ngọc á, cho nên là mình có cái rau dương lan dương ngọc này thì mình cứ để ở trong chậu rồi mình để ở đây cho đem vô trong gara để. Kia là rau muống nè con, đây rau muống nè. Đó, đem vô máy chậu rau muống. Đó, tụi bay nói là cây này cái gì con? Cây thanh long. Thanh long đúng rồi. Đó, mấy cây này là mấy cây thanh long mà đem vô trong này rồi đây. Rồi mình đem giống trong nhà rất là nhiều rồi. Hôm nay là tháng 10, ngày 10, 10, 14 tháng 10 mình đem cây vô nhà. Em ơi. Em ơi. Rau chua. Em ơi, cây chuối. Em ơi. Cây này là không phải là cây chuối con, cây này là cây củ lùng. Còn cây chuối là cây sau lưng con nè. Đây. Đây cây này là cây chuối, tự vì mình cũng để mấy cái cây mà ở ngoài, còn muốn đem vô trong nhà một cây để cho nó đẹp chứ không phải để làm nó lạnh quá là nó mất giống mất tiêu. Xả hả? Đây tụi bay. Đúng rồi, cây đó là cây xả đó. Nhưng mà đây là giống thôi chứ không phải là để trồng đâu, đem giống vô nhà để cho nó giữ để năm sau trồng tiếp đó. Và rau răm, con biết không, cây ớt nè. Cây ớt đây mình đem vô giống vô trong nhà. Đúng rồi, cây đó cây ớt. Để cái mai đem vô. Thì ớt này là mình những cái cây mình nó nằm trong chậu là mình sẽ đem giống vô nhà hết á. Kiwano kia mình cũng đem giống vô nhà luôn. Đây Kiwano này là mình cũng để trong chậu để mình đem giống vô nhà vì không kịp nữa rồi. Ngồi đó rồi đứng lên bằng cái đầu gối vậy đó, bưng lên vậy đó, đúng rồi vậy đó. Vậy đó chứ không có khờm. Thẳng cái lưng lên, ngồi xuống bưng lên. Rồi thẳng cái lưng lên. Thẳng cái lưng lên đó, vậy đó. Đó, cây đó là cây Kiwano đó, chuẩn bị để đem vô trong nhà trước khi ngày thứ tư tuần này nè. Đó, rồi bỏ xuống đi con. Và mấy cái chậu trùng thảo này mình cũng đem vô nhà luôn nè. Cây đó là cây chanh đó con. Cây chanh, cây tắc rồi đó. Một cây chanh, một cây tắc. Đây là những cái giống mà mình đem vô trong nhà là cái đó là cây mồng tơi đó con. Con biết cây đó cái gì không? Mồng tơi. Mồng tơi đúng rồi. Còn cây sau lưng con là biết cái gì không? Cây đó là cây chanh số 8. What the chanh? Cây chanh. Rồi con biết cây đu đủ không? Đó đó, cái lá của nó đó. Không, đây nè, nó nằm kế bên cây thanh long đó. Với lại cây đó cây ổi. Đó, cây đó là cây ổi đó. Cái đấy. Ổi. Đây nè, cây này là cây ổi nè con. Lá ổi nè, còn cây này là cây đu đủ nè. Em ơi, không có đu đủ. Đúng rồi, sau lưng đó nhiều đu đủ lắm. Đúng rồi, mấy cái cây đó là cây đu đủ. Rồi biết cây rau răm không? Con biết cây rau răm chỗ nào không? Đó, cây rau răm đây nè, đó. Đúng rồi. Sorry. Khoai lang này thì là khoai lang mà bột rất là nhiều, nó bùi lắm. Đó, mình đem vô để mình giữ giống, những cái nào mình thích thì mình đem giữ giống, còn củ chuối chưa đào vô. Không, cây đó là cây bạc hà đó con. Cây bạc hà ngoài cây chuối, còn cây này cây rau thơm nè. Con thấy cái lá bạc hà nó khác với lá chuối không? Cái lá bạc hà đây, còn lá chuối nó bự ra cái kè đó. Cần trung chi đau của con. Con phải cẩn thận chứ. Cây này là đem vô nhà hết á. Và đây nữa. Cây này là cây khoai mỡ nè. Đây là cây khoai mài, mình cũng đem vô trong nhà luôn để mình giữ giống năm sau. Đu đủ. Đó, cây này là cây đu đủ. Đu đủ nè. Khoai môn. Đây mình cũng có cây khoai môn. Khoai môn, môn thường, môn sáp. Có đâu đâu, chỉ mày coi. Cây đó cái gì? Cái gì? Đu đủ hả? Đâu cây chuối đâu, nói lại mày coi, chỉ cho mày coi cây chuối coi. Đúng rồi, cây đó là cây chuối nha, đừng có lầm lẫn với cây chuối với cây khoai môn nha con. Mấy cái đó là khoai lang hết á, mấy cái đó là khoai lang á. Cái đó là khoai lang hết á. Mày chuẩn bị mày phủ nó lên. Cây này hả con, đừng đừng bứng lên, cái đó là chanh dây. Chanh dây mẹ mới trồng đó.
vậy cũng không sao sao. Châu chấu đó chết rồi không sao đâu. Ừ. Mình đây là cây cây cà ri. Vậy cái này là cái gì? Cái này là rau sam. Oh. Có cây bự bên kia kìa, này hạt nó rớt nó lên. Cái này đó. Rau thơm. Đúng rồi, cây đó là cây rau thơm đó. Ừ, thơm lắm, ăn phở đó. Thì hành tím nó lên rất là nhiều, mình nó lạnh lên rồi đó là hành tím nó lên. Còn cái cây mà mình cũng có ghế ở, cảm ơn con. Đây là cái cây củ năng mà mình trồng, củ năng đen nha, chứ không phải là củ năng trắng. Nó khác với lại cái củ năng trắng á, là cái lá của nó giống như cái lá tây tượng, là cái củ năng trắng bên kia, còn này là củ năng đen nè. Cây này là cây sơ ri của nhà mình, nó đang ra hoa nữa. À, hoa đẹp quá. Hoa gì biết không, cây sơ ri? Em ơi, mùa hôm, em ơi, không chết mùa hôm. Em ơi! Cây này là cây củ năng, mà củ năng trắng nha. Loại gọi là cái chài ni chestnut, chứ không phải là cái water chestnut màu đen của Việt Nam nha. Cái water chestnut màu đen của Việt Nam là nãy mình cho coi nó lên như cọng hành vậy đó. Cái này là cái chài ni, cái water chestnut màu đen nè. Và đây là những cái cây của mình, là cây trùng thảo nè. Mình có một đống luôn, mình bốn chậu, mình trồng bốn chậu thì nó sẽ đem vô nhà để mình lấy lá mình ăn thôi, chứ mình cũng ít ăn củ lắm. 1, 2, 3, 4. Ờ, bốn cây luôn, bốn cây. Ha, cây này cái lá ăn được nè, cái lá này ăn được nè. Con ăn cái gì biết không? Ăn trùng thảo. Cây trùng thảo. Cây trùng thảo. Ờ, trùng thảo. Rau trùng thảo. Rau trùng thảo, đúng rồi. Ngon không? Ờ, tới mùa rồi nó ngọt, nó thơm ha. Bữa nó còn sớm quá nó không có thơm. Tới mùa nó thơm như cái cây ốc vậy đó, như trùng thảo đất. À, trùng thảo ốc vậy đó. Này là trùng thảo con sâu, nó ngọt nè. Bây giờ nó ngọt, nó đủ tuổi nó ngọt à. Đủ thời gian á. Trùng thảo, rau trùng thảo. Cái này là rau trùng thảo, mà trùng thảo dạng con sâu, chứ còn dạng con ốc á là nó lá nó bự hơn nha. Giống khi cây chú vậy. Ờ, cái lá này á, thì nó không ngọt bằng cái lá này nè. Cái lá này nó ngọt hơn nè. Cây nào mà nó đủ được ánh nắng á, thì nó ngọt hơn. Thấy cái cây kia nó ngọt hơn á. Giống cái này. Ừ. Nhưng mà chẳng có bán gì vừa đó. Sao con? Đi. Cần á. Ờ, cái ớt ăn rùi á. Nhà mình có mấy con ăn rùi. Cái này á hả? Cái lá này á hả con? Không muốn ăn lá này hả? Uh-huh. Mày lấy dần lá ăn nha. Lá bừa. Ừ. Cái này là gọi là lá rau tầng lá. Đâu ăn thử đi. Em bơi là bừa. Ờ, ăn thử coi thơm không? Thơm không? Ngọt không? Hay là nó chua? Chua. Nó hơi chua chua chứ nó không có bị đắng đúng không con? Nhai cho nó khỏi bị ho. Nhai hết cái lá đó là hết hò. Rồi mày thấy cái lá này sao nó ngọt dữ vậy đó. Ngọt ngon quá, nó đủ nắng, nó ngọt ngon. Ừ. Nhưng mà cái này ngọt ngon. Cái đó nó chua chua. Ngon không con? Ngon ha. Hai mẹ con ra vườn ngồi ăn tại chỗ luôn. Không phải là vườn nữa, mà cái đoạn này là đoạn để chuẩn bị đưa vào cất mùa đông mà. Vườn nằm ở ngoài kia kìa. Cái vườn của mẹ đâu con? Bên kia. Ờ, bên kia. Mẹ có 3 cái vườn. Ờ, mẹ có 3 hay 4? 1, 2, 3, 4 chứ. Bốn vườn hay ba? Cái này là vườn. Vườn sau lưng chỗ này với vườn ngoài kia, rồi vườn này vườn kia luôn. Là 4. Cái này không có tính. Cái này không có tính cái vườn. Bên kia, một cái với chỗ gần cái wo đó nha. Bên kia. Này là 4 cái. Em ơi. Chỗ đó. Cái này là chuẩn bị đem qua nhà thôi. Hả? Cái đó là đem qua nhà ngủ đông thôi. Cái đó. Ừ. Em ơi cái đó. Ừ. Em ơi cái đó. Đúng rồi. Em ơi cái
4. Chín rồi. Lá mơ này cũng chuẩn bị đưa vô trong nhà luôn nè. Đó. Mấy cái tự vì mình ở cái doanh 7 này cho nên là những cái nào mà cần đưa vô nhà là mình sẽ đưa hết nó vô trong nhà để giữ đông, ngủ đông.